xe với quý bạn hình ảnh này. Đây là chợ thời trang ở Ninh Hiệp nha. À, góc chợ thời trang với rất nhiều quần áo đỏ. Đây là một trung tâm thương mại thời trang ở Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội. Một trong những trung tâm thương mại chợ thời trang lớn nhất miền Bắc ở Việt Nam. Tiết đã chuyển sang thu và sắp chuẩn bị bước sang mùa đông nên các mặt hàng quần áo về len nỉ đã rất nhiều. Rất nhiều người mua lẻ đến chợ để lựa chọn những bộ quần áo.